Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Yamaha, model là RXV477. Đây là dòng âm đi thế hệ để mới tích hợp có nhiều công nghệ hiện đại của hãng Yamaha. Dòng này thì nó sẽ có kết nối internet, anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone và chơi nhạc không dây bằng AirPlay từ iPhone, iPod. Kết nối HDMI với chuẩn video 4K, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ một nguồn phát HD từ bên ngoài và sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby HD, Dolby Master Audio, cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đặc biệt là chơi cổng USB, anh em có thể chơi nhạc số các định dạng như là MP3, WMA và đặc biệt là dòng này thì nó sẽ chơi luôn nhạc plug nha. Đây là một trong những định dạng audio cao cấp, nó sẽ có chất lượng tương đương như là những cái đĩa CD. Bên trong chim đi Yamaha RXV477 thì nó sử dụng chip giải mã DAC Pendrell 192kHz 24bit, thì bên ra là một trong những chip DAC cao cấp và đã được anh em audio đánh giá rất là cao về chất âm của nó nha. Và trên smartphone anh em cài về dùm em là cái phần mềm là Yamaha AV Controller nha. Rồi thử nhấn vào. Khi mà cùng mạng, tức là chiếc âm đi của chúng ta kết nối mạng LAN và chiếc smartphone của chúng ta kết nối bằng mạng Wi-Fi thì nó sẽ tự động nhận diện nha. Rồi đây là cái giao diện của phần mềm Yamaha AV Controller nha. Tên thiết bị và các đầu vào. Rồi anh em có thể lựa chọn đầu vào nè. Cổng HDMI số 1 nha, AV số 1. HDMI số 1 là tín hiệu từ một cái cổng HD từ bên ngoài. AV1 đó là tín hiệu cổng quang và AV4 đó là cổng analog nha. Dòng này thì nó sẽ chơi AirPlay từ iPhone nha. Tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái chức năng đầu tiên, đó là cổng vào HDMI số 1 nha. Rồi em sẽ rồi giảm volume lại nha. Rồi cổng AV1. Chất âm rất đậm đà nha. Rồi tiếp theo nữa là chức năng để chơi USB. Rồi ta sẽ chọn đầu vào USB. Dòng này thì nó sẽ có chức năng là Net Radio nè, Server nè, chức năng AirPlay nha, chức năng chơi nhạc không dây từ Spotify luôn. Rồi chọn USB Plug nha, phải Plug. Chế độ âm thanh nha. 5 set radio. Rồi đó là chức năng để chơi USB nhạc lossless chất lượng cao. Rồi tiếp theo em sẽ chơi AirPlay luôn nha. Trên đây thì ta sẽ chuyển sang là AirPlay đầu vào đây. Rồi trên smartphone thì em sẽ vào YouTube nha để lựa chọn nhạc.
Rồi đây là nhạc test loa nha. Rồi đang phát nhạc từ smartphone thôi, chưa kết nối được với điện thoại âm ly. Rồi sẽ nhấn qua quảng cáo ha. Tại đây tại cái biểu tượng là không dây nha. Đang nhấn vào và các thiết bị AirPlay và Bluetooth nha. Rồi sẽ hiện ra thiết bị là RXB47. Rồi nhấn vào màn hình bên ngoài. Rồi tăng volume lên. Rồi qua bài ha. Rồi stop nha. Và như vậy là em đã test đầy đủ tất cả những cái chức năng hiện đại của chim đi Yamaha RXV47. Máy về thì trong tình trạng đẹp lắm lắm nha. Và đặc biệt là dòng này là dòng âm đi xuất chơi điện 220V. Anh em có thể chơi điện trực tiếp tại gia đình của chúng ta, không cần phải qua cục đối nguồn nha. Rồi em sẽ trở về cái cổng vào là HD máy số 1. Rồi để test các cổng ra luôn cho anh em. Chế độ là on set stereo nha, 5 kênh stereo, 5 set stereo. Trong này thì nó sẽ có thiết kế công suất mỗi kênh loa là 135W ở loa 6 ohm nha, đánh cũng rất hợp khả nha anh em. AirPlay nè, Spotify, Pandora, HDMI 4K nha, Batru, 3D, ARC, điều khiển bằng app nha, AV Control. Rồi em sẽ test trong đây luôn, khiển zin Yamaha luôn nha. Rồi hay là phom, loa center, loa surround. Và như vậy là 5 loa hoạt động ok. HDMI in tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, out xuất sang TV. Cổng quang AV1 từ Smart TV và cổng AV4 tín hiệu từ đầu đĩa và mạng LAN kết nối internet nha. Và sub out, sub re out đây. Đây có thêm một cái cổng USB để lấy nguồn nha. Yamaha RXV47 điện áp 220V, công suất 260W made in Malaysia nha. Máy đẹp trong lành hết luôn nha anh em. Ở phần trên được thiết kế là mặt gương bóng rất là đẹp, network nha, dòng âm đi network. Máy hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nha. Yamaha RXV47 dòng đời mới thiết kế tinh gọn, khung sườn máy sạch sẽ sáng màu, tấm 10 sò thang nha. Và phần giải mã DAC thì nó sử dụng luôn chip giải mã DAC bên trong nha anh em. Bên trong là một trong những chip DAC cao cấp nha, chất âm rất là hay, đậm đà và sáng tiếng. Với chim đi Yamaha RXV47 dòng âm đi thế hệ đời mới tích hợp có nhiều công nghệ hiện đại, kết nối internet, điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây bằng AirPlay từ iPhone, iPod, hỗ trợ kết nối HDMI chuẩn video 4K, chức năng 3D ARC. Anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, cộng quang chơi nhạc mạng nhạc YouTube từ Smart TV và cộng analog chơi nhạc từ đầu đĩa, và đặc biệt là cộng USB có thể chơi nhạc số, nhạc loa test chất lượng cao. Với chim đi Yamaha RXV47 trong tình trạng đẹp long lanh, tích hợp với nhiều công nghệ hiện đại thì em sẽ đẩy một cái giá tết cho anh em chơi, giá 3.950.000 đồng, giá cực rẻ luôn nha. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc.
Anh em xem kênh ủng hộ em và lập những nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.